Thái Lan đặt mục tiêu trở thành trung tâm hàng đầu khu vực châu Á trong lĩnh vực khách sạn nhà hàng. Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Thương mại Thái Lan đưa ra dựa trên tiềm năng và thế mạnh của nước này trong lĩnh vực khách sạn. Thông tin thêm từ các phóng viên truyền hình Việt Nam tại ASEAN. Bộ Thương mại Thái Lan cho biết nước này đang phải đối mặt với những khó khăn trong lĩnh vực kinh tế, đòi hỏi các biện pháp kích thích để duy trì tăng trưởng. Những sự kiện như triển lãm thương mại Thai Fest Horex Asia 2024 với sự tham dự của hơn 300 công ty đến từ 23 quốc gia đang diễn ra tại tỉnh Nonthaburi sẽ góp phần đưa nước này trở thành trung tâm của ngành khách sạn, nhà hàng ở châu Á. Sự kiện này cũng phù hợp với tầm nhìn của chính phủ Thái Lan về việc quảng bá Thái Lan như một trung tâm du lịch dựa trên thế mạnh về khách sạn và dịch vụ, đồng thời giúp ngành du lịch phát huy hết tiềm năng. Theo Bộ Thương mại Thái Lan, nước này hiện có 11.540 nhà điều hành khách sạn và khu nghỉ dưỡng, 21.695 nhà hàng và 606 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống. Doanh thu từ ngành du lịch trong năm ngoái tại Thái Lan đã đạt khoảng 63 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70% ngân sách chi tiêu hàng năm. Bộ Thương mại Thái Lan cũng cho biết nước này hiện là điểm đến du lịch nổi tiếng thứ 8 trên thế giới nhờ nền văn hóa sôi động, ẩm thực hấp dẫn và phong cảnh ngoạn mục. Trong năm nay, Thái Lan đặt mục tiêu đón khoảng 35 triệu lượt du khách quốc tế với doanh thu ước tính khoảng 97 tỷ đô la Mỹ. Ngọc Phương, Phóng viên Việt Nam, Thường trú tại ASEAN.